Hello, xin chào tất cả mọi người quay trở lại với channel của mình là The Lemon của mình. Thì hôm nay mình xin giới thiệu cái kế hoạch của mình là hôm nay là mình sẽ build, không phải build mà là mình làm cho nó hoàn thành cái nhà thôi. Thì mình làm cho nó hoàn thành một cái nhà được một chút thôi. Còn mình đang ở trong cái hàng à. Thì mình sẽ đi lên các bạn hãy chờ mình một chút nữa. Toàn bị đẩy xuống thế này à, tao nổ tôi cười. Mày cút 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 à. Cút đi cút đi cút à. Đang quay 360 độ không nhìn thấy gì hết. Trời ơi, cắm cái đuốc cái nào không thấy gì hết. Thì hôm nay mình sẽ đi lên và chúng ta sẽ bật nhạc để nghe cho vui vui. Và đây là nước hả? What the fuck? Vậy là mình bị rớt. Là mình đã bị rớt. Không, chưa bị rớt. Ê, mẹ con nhện à! Tao hack you nhện. Fuck you nhện. Ok, thì nó sẽ không làm. Ôi giời, khi mà mình không bước ra khỏi cái vùng ánh sáng. Trên. Và nếu mà gửi cho những ai hâm mộ BH Gaming thì mình có một tin khá là nhỏ là mình đã biết được nhạc intro của anh rồi. Thì tin đó nó chẳng có gì quan trọng, nhưng mà mình khoe cho vui vui. 50% là thế, còn 50% còn lại là build những cái công là mình sẽ mở rộng để ấy cái bên kia của mình. Ok, chúng ta bắt đầu. Chờ chút nhá. Ơi mình nghe với. Running.
Vậy là mình đã xong gần hết cái phòng này và nó cũng khá là to. Đến cái mức độ mà mình phải dùng cái cúc kim cương để đập ra. Mặc dù mình cũng khá là ít kim cương nên chắc mình sẽ tìm kim cương trong một thời gian gần đây. Còn bây giờ mình thèm chơi cái quật cũ nên là chắc video lần sau mình sẽ đề là Minecraft Old Map Survival nha. Đó là những gì mình muốn nói. Còn link thì mình không đưa được vì cái máy iPad của mình nó bị... Mình biết tên nhạc đấy. Đó là dành cho những fan của BH Gaming đang xem video này thôi. Còn mình cũng lúc đầu mình cũng thắc mắc hoặc là lên intro này là gì, với intro này có của mèo Simi nữa. Của mèo Simi và BH Gaming và một số người khác, nhưng mà đó là hai người duy nhất mình biết thôi. Sau đó mình nghe khúc đó, một sốc sau mình mới nghe được một khúc là Bring Back Summer. Thế là mình đoán ra bài này tên là Bring Back the Summer, ngón chim. Sắc. Hài 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 quá đi. Hài 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 ôi hài. Hài, đang đào này gặp đúng sắc. Có lẽ mình quên làm cái đe rồi nên sắc thì phải sử dụng một thời gian vậy. Cái phòng này khá là chặt nên mình sẽ nâng lên thành 4-5 ô gì đó. Mình sẽ làm già ra để cho các bạn nghe gần như trọn bộ cả cái bài đó, vì cái máy mình nó hay bị cắt khúc rồi. Ok, giờ thì chúng ta sẽ cúp phía trên. Cúp phía trên còn mệt lắm đấy nha. Cúp được 4 ô lận.